Chào các bác, hôm nay em đặt trần về được hai em đầu cối hàng đấu mạng rất là đẹp. Em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. Đây là hai model rất hot ở trên thị trường. Một em Tech A7030 và một em Tech A6010. Anh em gọi là 7030 và 6010. Hai em này thì về cơ bản thì nó giống nhau. Tuy nhiên 6010 thì chạy bằng 7 và 7030 thì chạy bằng 10 thưa các bác. Hôm trước thì bên em có về được một em 7.300, mấy bác tranh nhau. Đấy, và em hôm trước thì không đẹp được như em này, cho nên giá nó rẻ hơn, và em này hoa hậu thì giá nó cứng hơn một chút. Em sẽ quay chi tiết cho các bác. 7030, một cái dòng sản phẩm đẳng cấp của Tech. Các bác đã nghe những cái dòng Tech đầu 7 này thì rất khó có thể chơi sang những cái model khác được. Đặc biệt là Akai, những cái model như tầm như 635D, nếu mà so chất âm thì xách dép cho em này luôn. Và các bác đã từng chơi thì các bác vui lòng cho em comment ở phía dưới, và đúng chính xác nó là như thế thôi. Em này còn rất là đẹp, còn hai cái chụp húp để cho các bác sử dụng chạy bằng 7 thưa các bác. Với thiết kế mặt nhôm phay màu trắng, em này thì chia làm hai thớt, thớt trên là phần cơ và khay bên dưới là phần âm sắc. Thiết kế rất đẹp, hai cụm đồng hồ vu nền đen và ánh sáng vàng, mặt mũi trắng toát không một vết xước. Đây các bác nhìn nhé, những cái máy mới nhé, thì các bác phải nhìn giúp em đấy, các cái chi tiết ở đây, bánh đà nó còn mới và nó vẫn còn vân chảy tia ở đây, rồi những cái trục bô ly này gần như là chưa sử dụng này, chưa có cái vết hàn đấy. Dòng này thì trục bô ly thường nó rất là cũ rồi, nhưng để tìm được những con như này thì 10 con mới có được một con cái trục này nó còn đẹp như này, các cái tay cơ còn mới tinh luôn, mặt mũi này núm nút hoàn hảo, không có chảy xước đây, lúng nút của nó phải bóng lộn như thế này, bóng lộn như thế này thưa các bác. Đấy, tiếp theo thì đến cái phần vỏ gỗ. Đấy, vỏ gỗ của em nó thì đẹp và sắc nét, nói chung là không có điểm chê. Đấy, vỏ gỗ của em nó đặc đẹp và sắc nét, không có điểm chê luôn thưa các bác. Tiếp tục thì quay phần nội thất. Đây, nội thất em sẽ đã tháo sẵn cái phần lắp lưng của em nó ra. Đây, lắp lưng của em 7030 thì ở dưới, lắp lưng của em 6010 thì ở trên. Đây là cái phần nội thất phía sau. Các bác có thể thấy là phần nội thất với sắt xi 7 màu nhé. Ngay ở phía dưới đây, các bác có thể thấy là sắt xi 7 màu nó mới như nào. Một em 7030, con này thì chạy được đa cầu. Chạy được đa cầu, đây. Vàng ươm luôn. Đấy, một cái dàn dưa le, đấy. Nội thất này, vàng ươm luôn, rất đẹp, sạch bóng và tinh tươm luôn. Đây, ngửa ra các bác nhìn sâu ở bên trong, đấy, sẽ thấy nó rất là mới tất cả các cái chi tiết. Đấy, sạch bong, nói chung là hoàn hảo, như này là hoàn hảo, như này là đẹp xuất sắc luôn. Và đối với em 7030 này, shop có giá bán là 24 triệu đồng kèm húp các bác, 24 triệu đồng. Các bác quan tâm em này thì có thể gọi cho em đặt trần theo cái số điện thoại đây. Đấy, tiếp tục thì quay cái thằng đàn em của nó, đó là Tech A6010 thưa các bác. Tech A6010 thì thừa hưởng những cái sự thành công của Tech A7030 và 7010, máy được thu nhỏ lại để chạy băng 3, băng 5, băng 7, nhưng lại được thiết kế chạy autovert 2 chiều rất là hợp lý. Và cái dòng này thì chất âm của nó thì cực kỳ là đỉnh, nó sánh ngang với đàn anh 7010. Bây giờ các bác mua phải máy đẹp phải 30 triệu các bác mới mua được, thì các bác chơi 6010 giá chỉ bằng nửa thôi. Đấy, thùng vỏ rất đẹp và khỏe khoắn, thiết kế thì vâng vô cùng là nổi bật, đẹp và sang trọng đây các bác thấy không ạ. Đấy, những cái núm nút nó còn phải để chảy tia, còn phải óng ánh, còn phải bảy màu như thế này. Đấy, thì mới là máy đẹp đây ạ. Đấy, sao đặt trần tuyển chọn được ti nó còn phải trắng hồng như thế này. Đấy, rất là nét luôn, rất là nét luôn thưa các bác. Ngửa ra quay cho các bác xem cái phần mặt mũi luôn. Đây, em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần mặt mũi của em 6010 này thì còn đẹp hơn em 7030 kia. Đây, em này hoa hậu luôn, đây đã, nó còn ửng hồng luôn đây ạ. Đây, đẹp không tì vết, đúng là hai em này tuyển chọn tuyệt sắc giai nhân luôn cho các bác. Mặt mũi này, mặt mũi này, em 7010 này thì hôm trước các bác nào mua trượt thì hôm nay các bác xem lại con này nhá, các bác xem lại con này nhá. Đây ạ, núm nút này,
Nhưng cái máy này bên em đã test vận hành hoàn hảo trước khi bán ra, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đấy, hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây, và đây nội thất của em 7010. Đấy, rất đẹp và nó vàng ươm luôn, vàng ươm luôn này. Dàn tụ này, cũng như nội thất này, các cái chi tiết này. Đấy. Vâng, đẹp keng sà beng. Và đúng là không tì vết luôn. Đấy, các bác chơi những cái dòng này thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng những cái máy tuyển chọn. Đối với em này thì có giá bán là 14.500.000 đồng. 14.500.000 đồng cho em 6010 và 24.000.000 cho em 7030. Các bác quan tâm em nào thì có thể alo cho em đặt trần để sở hữu. Số máy 0983586968. Sau đặt trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác.